bóng khá nguy hiểm hướng về phía khung thành của thủ môn Tuấn De Gea, nhưng chưa thể có được bàn thắng mở điểm dành cho các cầu thủ áo đỏ bên phía DBC Cơ Tâm. Tại cũng theo dõi lại pha bóng này, Tuấn De Gea đã chờ hỗ trợ ở trong những phút tiếp theo. Cơ hội trở lại dành cho Barca, khoảng trống của chuyền ngang vẫn còn, điểm vẫn chưa thể mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ áo đỏ. Cơ hội bây giờ sẽ dành cho số 8 của DBC Custom. Bóng đã chạm sang ngang. Quá đáng tiếc dành cho... Cơ hội không được. Một tình huống bỏ lỡ nữa của các cầu thủ áo xanh. Cơ hội rất rõ ràng. Của thằng đã có một pha để bóng không chuẩn xác. Chần chừ và bóng đã về chân các cầu thủ đỏ một lần nữa, rất khéo, vẫn còn, quá đáng tiếc cơ hội lại bị trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ bên phía. Vẫn tiếp tục, không được, vẫn còn, bóng đã đi lên trời, không thể tin được trong tình huống vừa rồi thì rất hay, nhưng khó. Và bây giờ sau rất nhiều nỗ lực thì bàn thắng mở tỷ số nó cũng đã đến dành cho các cầu thủ DBC. Nhưng khó, rất hay, nhưng khó. Và bây giờ sau rất nhiều nỗ lực thì bàn thắng mở tỷ số nó cũng đã đến dành cho các cầu thủ DBC có sao đó. Vẫn còn trong menu để có thể lựa chọn. Kịp không? Vẫn còn, không được rồi. Không thành công của Thanh Tín. Vẫn còn. Như vậy là bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng DBC Cơ Tâm và đó. Không thành công của Thanh Tín. Vẫn còn. Như vậy là bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng DBC Cơ Tâm. Và lúc này đây họ chẳng cần phải vội vàng. Trọng Nhân. Vẫn còn. Dứt điểm. Một lần nữa chúng ta có thể thành kịp không? Minh Tân. Cơ hội Thành Tín. Công vào. Quá đáng tiếc dành cho tình huống vừa rồi của cầu thủ Mao. Đứt bóng và các bóng khá hay. Cơ hội Trọng Nhân. Trọng Nhân có bàn thắng dành cho team kit rồi. Và dứt điểm quyết đoán của Trọng Nhân. Đứt bóng và các bóng khá hay. Cơ hội Trọng Nhân. Trọng Nhân có bàn thắng dành cho team kit rồi. Và dứt điểm quyết đoán của Trọng Nhân. Cơ hội dành cho các cầu thủ áo đỏ và bàn thắng thứ ba dành cho DBC Cơ Tâm. Cơ hội dành cho các cầu thủ áo đỏ và bàn thắng thứ ba dành cho DBC Cơ Tâm. Dứt điểm ngay. Bóng đã đi vào bảng quảng cáo Bia Adam. Vẫn còn. Đã có bàn thắng thứ tư dành cho DBC Cơ Tâm. Đó là tình huống làm bàn. Vẫn còn.
đã có bàn thắng thứ tư dành cho The BC Custom. Đó là tình huống làm bàn của cơ hội. Đã có bàn thắng thứ năm dành cho các cầu thủ bên phía The BC Custom. Và bây giờ thủ thành của đội bóng Team Kit đều đã ăn. Cơ hội. Đã có bàn thắng thứ năm dành cho các cầu thủ bên phía The BC Custom. Và bây giờ thủ thành của đội bóng Team Kit đều đã ăn. Công dành cho cầu thủ mang áo số 4 Hoài Ân. Dứt điểm chưa đủ lực. Dù phải là đã đi vọt xa. Dứt điểm đưa bóng đi quá cao. Cơ hội dứt điểm. Đã có một bàn thắng nữa dành cho Team Kit. Tỷ số được tạm thời được ngắn xuống còn 2-5. Và ghi bàn là của Trọng Nhân, của đội bàn thắng của Trọng Nhân. Còn cơ hội dứt điểm. Đã có một bàn thắng nữa dành cho Team Kit. Tỷ số được tạm thời được ngắn xuống còn 2-5. Và ghi bàn là của Trọng Nhân, của đức bàn thắng của Trọng Nhân. Tôi là đang đói bụng nãy giờ luôn anh Bo. Phát được tên là một người trọng tài được danh là sát gái nhất khu vực của Gò Đen. Đã chạm sang ngang, không có được bàn thắng thứ 3.